Theo thông tin mới nhất từ báo chính phủ thì 16 đối tượng đã bị bắt. Sự việc xảy ra tại địa bàn huyện Cư Cư In, một huyện thuộc địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Vậy Cư Cư In có cái gì? Nằm ở đâu? Và tiếp giáp những nơi nào? Mời các bạn cùng coi. Đây là sơ đồ vị trí 14 huyện thuộc tỉnh Đắk Lắk và thành phố Buôn Mì Thuột. Đi sâu vào bên trong chúng ta sẽ thấy huyện Cư Cư In nằm tại vị trí này. Phía đông bắc sẽ tiếp giáp huyện Rông Bắc. Phía đông sẽ tiếp giáp huyện Rông Bông phía nam tiếp giáp huyện Lắc và phía tây nam tiếp giáp huyện Rồng Anh Nà. Đặc biệt hơn, huyện Cư Quyên tiếp giáp phía tây bắc là thành phố Buôn Mê Thuột, một nơi khá nổi tiếng tại tỉnh Đắk Lắk. Với diện tích cơ cấu sử dụng đất tới 2030 thì tổng diện tích tự nhiên là 28.830 hectare trong đó có 22,08% là đất phi nông nghiệp và 77,86% là đất nông nghiệp, còn lại là đất chưa sử dụng với 0,06%. Nhìn vào mật độ sử dụng đất theo lý đánh giá thì huyện Cư Quyên này tương đối đông dân so với các huyện ở phía Tây Nguyên. Hơn hết, nơi đây tồn tại rất nhiều rất nhiều màu xanh dương, có nghĩa là hàng trăm hàng trăm hồ nước phục vụ cho mục đích thương mại cũng có thể là thủy lợi riêng chi tiết này chúng ta có thể thấy nơi đây rất nhiều rất nhiều rất nhiều view hồ để nghỉ dưỡng lấy ví dụ là hồ đổi 40 chúng ta có thể thấy xung quanh hồ toàn là một màu hồng của đất ở nông thôn ký hiệu ô nờ tây khu dân cư hiện hữu tại nơi đây rất nhiều đại gia nằm đây nè đó tiền không nha nói chung chuyện chẳng liên quan ngứa nghề đăng cho mọi người biết nó nằm ở đâu